Thưa quý vị, với vị trí kề sát quận 1 và hệ thống cầu kết nối tốt, giá chung cư tại quận 4 với chạm mốc là 100 triệu đồng trên 1 mét vuông, tiếp cận với một số dự án trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quận 4 có vị trí thuận lợi và hệ thống giao thông kết nối tốt với khu vực trung tâm. Với vị trí tiếp giáp ba mặt sông nước, nơi đây được ví như là một cù lao giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Trước những năm 2000, giá trị thị trường bất động sản tại đây ít được chú trọng do bị chia cắt giữa các con sông rạch và có giá thấp so với các khu vực khác của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với vị trí sát bên trung tâm quận 1, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ chưa đến nửa km và nhiều công trình cầu lớn đã được đưa vào giá bất động sản quận 4 lên cao. Một số dự án nằm trên trục đường Bến Vân Đồn đã có mức giá tăng từ 40 đến 60% so với thời điểm mở bán năm 2016. Bên cạnh đó là cầu Nguyễn Khoái nối quận 7, quận 4 và quận 1 với tổng mức đầu tư là 1.250 tỷ đồng. Trong tương lai sẽ giảm tải áp lực giao thông với các trục đường từ khu Nam về trung tâm thành phố. Cầu Thủ Thiêm 3 sắp được triển khai sẽ kết nối với quận 4 và quận 2. Lộ trình xây dựng dự kiến bắt đầu từ đường Tôn Đản, băng qua đường Nguyễn Tất Thành, khu đất bến cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, cảng Sài Gòn, nối đại lộ vòng cung của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, công trình cống ngăn triều Tân Thuận sắp hoàn thành được kỳ vọng sẽ là giải pháp để ngăn triều từ sông Sài Gòn giúp quận 7, quận 4, đặc biệt là hai con đường Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn giải quyết triệt để tình trạng ngập nước. Mặc dù không có nhiều dự án mới nhưng thị trường thứ cấp ở khu vực này sôi động do nhu cầu sinh sống gần trung tâm của người dân. Cụ thể, thị trường ghi nhận mức độ tăng giá trong khoảng là 40 đến 60% đối với những căn hộ 2 phòng ngủ của các dự án cao cấp nằm trên mặt tiền của Bến Vân Đồn, Nguyễn Khoái,